mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 251, kỳ cao nhất chiêu 3. Còn nữa, nếu không phải hắn phải đi Nam tuần, cũng không từng nghe đến danh xưng của Thẩm gia, nghĩ đến Thẩm gia cũng không phải là phú danh thiên hạ, hắn cũng sẽ không quá đáng cùng một thương nhân nho nhỏ so đo lúc này đây. Thẩm ra nếu xuất ra tiền tài giúp giải nạn thiên tai, tài sản cũng sẽ bị ít hơn một nửa, thân là đế vương, lòng dân cũng muốn giữ, thẩm phủ nếu đã đón thánh giá, liền không hay khi lại dùng họ như công cụ làm giàu quốc khố, miễn cho miệng đời phân yêu, vì nhỏ mất lớn. Đế vương ở trong đầu chuyển đổi vô vàn ý tưởng, thẩm ra cũng đã ở trên lưỡi đao lan vài vòng, cuối cùng từ dưới đao đào thoát, tạm thời tránh được nguy hiểm việc này nếu là chủ ý của Khanh, vậy ta sẽ cho người làm chủ, lão tứ cùng Khanh, hai người cùng nhau đem ngân lượng giúp dẹp nạn thiên tai thu về, đến lúc đó bỏ vào quốc khố chuyên để chi cho việc cứu trợ thiên tai. Mình đế hai tròng mắt lộ ra ánh sáng khiếp người, nháy mắt ở trên người ngự thần hiên lưu lại một chút. Ngự thần hiên tiếp xúc ánh nhìn bén nhọn quen thuộc kia thì hàm răng cắn chặt, cúi đầu tiếp lệnh, cùng ngự phượng đàn hai người rời khỏi thư phòng đợi đến lúc đi đến dãy hành lang dài chín khúc, ngự thần hiên bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi từ lúc nào đem chuyện từ đường của thẩm phủ nói cho phụ hoàng. Hôm qua chỉ có hai người bọn họ nhìn thấy chuyện từ đường của thẩm gia, vừa rồi phụ hoàng còn nói ít nhiều cũng nhờ ngự phượng đàn, không cần nghĩ cũng biết việc này là ai nói cho minh đế biết rồi. Đêm qua, ta ở thư phòng nhìn thấy bệ hạ đang cùng các thần tử bàn chuyện cứu trợ phương Bắc bị thiên tai, người người vì tiền bạc buồn giàu, lại nhớ tới chuyến dạo chơi Thẩm Gia, thấy được từ đường bằng bạc đúc kia, để đấy cũng vô dụng, không bằng truyền cho dân chúng dùng, chẳng phải là rất tốt sao?" Ngự Phượng đàn vô cùng tùy ý cười, căn bản là không đem chuyện này để ở trong lòng. Ngự Thần Hiên đôi mắt hơi hơi trầm xuống, trong ánh mắt hàm chứa sự ảm đạm, hắn hôm qua phát hiện ngân gạch ở Thẩm Gia, trong lòng liền có ý khác, số lượng ngân lượng lớn như vậy, có lẽ về sau có thể giúp hắn rất nhiều trên con đường làm vua, chuyện này hắn cũng không tính nói cho Minh Đế biết, cũng thuận tiện có thể ở thẩm gia nơi này tạo một cái nhân tình. Lúc ấy nhìn thấy trừ người của thẩm gia ra, chỉ có hắn cùng ngự phượng đàn, mà ngự phượng đàn vẫn đều không để ý việc này, cho nên hắn vẫn chưa lo lắng việc này sẽ bị Minh Đế biết. Hắn sắc mặt bình tĩnh, trong tiếng nói hàm chưa chút âm lãnh, trên mặt cũng là mang theo một loại cười nhạt hỏi, ngươi không phải không muốn dính líu đến chính sự à? Tại sao lại đột nhiên muốn quan tâm đến dân sinh vậy? Ngự phượng đàn thâm thúy nhếch lên đôi lông mày, hai mắt híp lại nhìn ngự thần hiên, lắc đầu nói, ta đây không phải do trùng hợp nghe được. Sau đó nhớ tới mới nói ra một câu như vậy a, à, thẩm ra gạch đúc nhiều như vậy đặt ở kia cũng vô dụng, không bằng cho chúng nó phát huy một chút công hiệu cũng tốt. Hơn nữa, tốt xấu gì ta cũng là cần vương thế tử, thấy bệ hạ gặp khó khăn, giúp ngài đề ra cách giải quyết cũng là nên làm. Ngự Phượng Đàn nói thập phần thoải mái, lại khiến cho Ngự Thần Hiên tràn ngập tức giận trong lòng. Ngự Phượng Đàn đây là ám chỉ hắn căn bản không có ý định đem chuyện từ đường nói cho Minh Đế, là có ý giấu diếm. Dù sao chuyện nạn châu chấu ở phương Bắc đang đi xuống phía Nam, mấy ngày hôm trước cũng đã chuyển đến, hắn làm hoàng tử, đã sớm biết được chuyện này. Người giải quyết được vấn đề này phụ vương nhất định sẽ trọng thưởng ngươi thật tốt. Ngự thần hiên làm tứ hoàng tử, cũng không phải là người dễ bị vạch trần, mặc dù có tâm tư khác, nhưng khuôn mặt vẫn chấn định, duy trì sự lạnh lùng trước sau như một, chỉ là trong hai tròng mắt như đau khắc kia lại tỏa ra những tia sắc bén, nhìn thẳng vào mắt của ngự phượng đàn. Tưởng thưởng gì chứ, ta ngày hôm qua có nói với bệ hạ, chuyện từ đường là do ngươi phát hiện trước, ta chẳng qua là giúp ngươi nói ra, muốn tưởng thưởng, đương nhiên cũng phải thưởng cho ngươi trước. Ngự phượng đàn lơ đáng tươi cười, độ cong nơi khóe miệng cũng thập phần hoàn mỹ, mặc dù là cùng ngự thần hiên hai người ngươi một câu, ta một lời ngầm đấu đá, khuôn mặt của hắn thủy chung đều chấn định như ngọc, trong nét cười mang theo sự tùy tiện, trong mắt hẹp lại lộ ra ánh sáng vô tư, cùng dáng vẻ lạnh lùng của ngự thần hiên, tạo thành một bên âm một bên dương đối nghịch nhau. Tuy rằng hắn nói là không để ý, nhưng sắc mặt ngự thần hiên tối sầm, ngự phượng đàn cùng bệ hạ nói chuyện ngân gạch ở từ đường là hắn phát hiện trước. Nhưng lại do ngự phượng đàn hắn nói cho mình đế biết trước phương pháp có thể khiến phú thương ở Giang Nam góp vốn giải quyết nẻn châu chấu ở phương Bắc này. Đây không phải là một cách khác nói với Minh đế, rằng hắn không muốn nói cho minh đế biết chuyện từ đường sao. Phụ hoàng của mình, ngự thần hiên rất hiểu, đế vương vốn là đa nghi, mà Minh Đế sau khi trải qua chuyện huynh đệ tranh đoạt, tâm tư nghi ngờ phòng bị cũng cao thêm, nay trong triều đang do dự chọn hắn, hay là chọn Ngũ hoàng tử do Nguyên hậu sinh ra lên ngôi thái tử, đang lúc tranh luận khí thế ngất trời, nếu vào lúc này làm cho Minh Đế nổi lên lòng nghi ngờ, tất nhiên là càng thêm phiền toái. Thông thường hoàng tử sau khi gom đủ ngân lượng, tiếp theo chính là mưu phản, hắn không muốn bị Minh Đế hoài nghi về việc này. Khó trách lúc đầu ở thư phòng hắn nhìn thấy trong đôi mắt phù hoàng lộ ra ánh sáng quen thuộc đó là khi phù hoàng hoài nghi một người thì mới có thể lơ đãng hiện ra trong đáy mắt nghĩ đến đây ngự thần hiên trên mặt lãnh ý càng sâu cổ hàn ý ngập trời kia lại cấp tốc giảm xuống con ngươi như băng như sắt gắt gao nhìn chằm chằm ngự phượng đàn hận không thể hóa thành lưỡi đao băm hắn ra điện hạ hoàng hậu nương nương mời ngài đi qua dùng bữa có công nhân từ đàng xa đi tới đối với tứ hoàng tử hành lễ nói ngự phượng đàn phảng phất không có nhìn đến sắc mặt của ngự thần hiên cũng không có cảm nhận được trận hàn ý kia khẽ mỉm cười nói không nói ta còn không biết đấy nay vừa thấy cũng đúng lúc dùng bữa tứ hoàng tử ta đi trước đây dứt lời tay dơ dơ ống tay áo rộng trong không trung chuyển động tạo thành một quỹ đạo mềm mại như nước văn đồ màu tím như ở trong nước tạo ra sắc thái hoa lệ Ngự thần hiên nhìn hình bóng kia, giờ phút này lại không có lo lắng chuyện bẩm báo của ngự phượng đàn, mà muốn suy nghĩ kỹ một chút, như thế nào mới có thể xóa bỏ sự nghi ngờ của phụ hoàng trong chuyện từ đường lần này. Để đánh tan sự nghi ngờ của phụ hoàng cũng không phải là việc đơn giản, tất nhiên là phải hao phí một phen tâm tư mới có thể làm được. Nghĩ đến đây, ngự thần hiên không khỏi cắn chặt răng, vốn nghĩ đến thẩm phủ có thể giúp hắn thêm một số tài phú bí mật, ai ngờ lại bởi vì ngự phượng đàn xen vào việc của người khác mà làm cho hắn lâm vào nguy hiểm thật sự là khiến người tức giận vô cùng ngự thần hiên hừ lạnh một tiếng vung tay áo xoay người hướng tới viện của hoàng hậu mà đi ngự phượng đàn chậm rãi xuyên qua đường mòn đang dần lạnh về đêm sau khi nghe được ở phía ngự thần hiên truyền đến tiếng hừ thật nhỏ nhếch miệng cười khanh khanh a à, nàng lần này nên làm sao cảm tạ ta đây lúc chắc rằng thẩm mậu sẽ tầm nay trở về vân khanh liền phân phó lưu thúy thay xiêm y xong đến thư phòng ở tiền viện gặp hắn thẩm mậu đang ngồi trên ghế tựa lớn ở bàn sách ngẩng đầu thấy là vân khanh nạn ra một chút tươi cười nói vân khanh đến rồi giả nữ nhi ghi nói hôm nay bệ hạ gọi phụ thân cùng nhau dùng cơm liền tò mò muốn đến hỏi phụ thân một chút cảm giác cùng bệ hạ dùng cơm như thế nào vân khanh ngồi xuống gã sai vặt ở thư phòng đem trà cùng điểm tâm bưng lên đặt ở một bên. Thẩm mậu nghe vậy, nâng tay vung lên, gã sai vặt lập tức lui xuống, thuận tay đóng cửa lại, trong thư phòng to như vậy, trừ giá sách cao to và cái bàn gỗ ra, chỉ còn hai cha con ở trong đó, đối diện lẫn nhau. Cuối cùng thẩm mậu thở dài, mi tâm cau chặt mở miệng nói, con a, à, rõ ràng là biết chuyện gì xảy ra mới đến chỗ cha con đây. Đối với phụ thân của mình, có đôi khi không cần quá mức quyền truyền, ngược lại có vẻ xa lạ. Vân Khanh gật đầu, lo lắng hỏi, hôm qua phụ thân cho Mộc Tổng Quản đến nói cho nữ nhi biết tứ hoàng tử đã phát hiện chuyện ngân gạch ở từ đường. Hôm nay bệ hạ mời cha cùng nhau dùng cơm, muốn nữ nhi không nghĩ đến chuyện khác cũng khó. Nhìn nữ nhi thông tuệ như vậy đã quen, thầm mậu cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là lại thở dài, dừng một chút, lấy tay vuốt chán, mới mở miệng đem chuyện tình hôm nay đã phát sinh kể lại tất cả. Vân Khanh ngưng thần lắng nghe, mắt phượng khép hờ không lo lắng như thẩm mẩu, ngược lại cảm thấy có chút gánh nặng. Biết bí mật từ đường của thẩm phủ bị tứ hoàng tử phát hiện, mà lúc ấy ngự phượng đàn cũng có mặt. Vân Khanh liền viết thư thỉnh cầu ngự phượng đàn, đem chuyện này tiết lộ cho Minh Đế. Phần tài phú này nếu để cho Minh Đế phát hiện, trong phạm vị nhận thức mà Đế Vương biết, tứ hoàng tử sẽ không thể tùy tiện xử trí rồi. Nếu Minh Đế vẫn chưa biết về số ngân gạch này, như vậy một khi Minh Đế đã biết được sự tồn tại của chúng nó, mà tứ hoàng tử lại có ý với phần ngân gạch này, như vậy sẽ tạo thành hiểm nghi có mưu đồ gây rối. Còn giả như Minh Đế cũng muốn chiếm lấy phần tài bảo này, ít nhất sau khi bị hắn lấy đi, sẽ có phần thưởng tương ứng, mặc kệ phần thưởng là một khối kim bài hay cái gì khác, đối với thẩm gia mà nói có thể được minh đế ban cho, như vậy chẳng khác nào chi tiền mua một lá bùa hộ mệnh, lại là do người tôn quý nhất trên đời thường cho. Hiệu quả có thể nghĩ được, mặc kệ làm như thế nào, so với việc bị tứ hoàng tử sau khi biết được, đợi cho hắn đăng cơ, lại dùng biện pháp khác, khiến thẩm gia không thể không bởi vì tài phú mà bị tịch thu tài sản và giết hại cả nhà thì tốt hơn nhiều. Vân Khanh nghĩ ra biện pháp này là một lòng bảo vệ thẩm phủ, thật không ngờ chuyện này đến trong tay ngư phượng đan lại truyền thành như thế làm cho ngự thần hiên ở trong lòng minh đế để lại một cái gai hai bên đều có lợi thẩm mậu đem sự tình nói xong lại nói bệ hạ đã ám chỉ như vậy cha nếu còn già ngốc chỉ sợ sẽ rước lấy tai họa lúc ấy cũng liền đáp ứng rồi nhiều ngân lượng như vậy nói không có một chút cảm giác đau lòng chỉ sợ ai cũng không tin nhưng tiền tài so sánh với tánh mạng của người nhà liền không có quan trọng như vậy rồi vân khanh nghe hắn nói xong mới ngẩng đầu lên nói phụ thân làm như thế là chính xác nếu lúc ấy bệ hạ mời cha đi qua trong lòng người tất nhiên đã có định đoạt chỉ khác nhau chẳng qua là nếu cha chủ động người liền làm như thuận nước đầy thuyền còn nếu cha không chủ động người cũng sẽ có biện pháp khác để thẩm ra ta không thể không đồng ý đến lúc đó ngược lại không được lòng của đế vương lại còn rước họa lớn Thẩm mậu nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, khen, không hổ là nữ nhi của cha, cùng vi phụ nghĩ như nhau, đúng là bởi vì như thế, nên lúc đó ít ha mới đồng ý, chỉ là chuyện giúp phương Bắc chống nạn thiên tai này, ngân lượng muốn chuẩn bị bao nhiêu, như thế nào chuẩn bị, vẫn là cần tinh tế suy nghĩ, cũng là một chuyện phiền toái a. À. Ngân lượng cần để giúp chống thiên tai, cũng không phải một số lượng nhỏ, ít nhất đều là hơn 10 vạn lượng. Mà nay phương Bắc tình hình nghiêm trọng, khẳng định không chỉ dừng ở con số này, cho nên Thẩm Mậu rất khó xử. Vân Khanh chậm rãi cười, nhìn Thẩm Mậu vẻ mặt u sầu, mở miệng nói, kỳ thật phụ thân không cần nghĩ nhiều, hôm nay hộ bộ thị lang không phải đã nói, năm nay Bệ hạ đã đưa ra ba đợt ngân lượng giúp nạn thiên tai rồi sao? Cha dựa theo số lượng Bệ hạ đã chi ra, giảm bớt một ít là được. Không sai, chính là như vậy, nếu là hơn sẽ cho bệ hạ lưu lại một ấn tượng rằng một thương nhơ còn muốn giàu có hơn quốc khố nhất định sẽ trở thành một cái gai trong lòng bệ hạ sớm hay muộn cũng chuốc lấy tai họa nếu là quá ít sẽ khiến bệ hạ cảm thấy không có thành ý cho nên dựa theo lúc trước ít hơn một phần là tốt nhất thẩm mẫu không khỏi nắm tay hô một khi đã như vậy cha liền cho lý tư điều động các cửa hàng ở các châu đem tất cả ngân lượng lưu động dùng để buôn bán toàn bộ điều đi xem có thể chuẩn bị được con số kia hay không. Ngàn lần không thể, Vân Khanh nghe được lời nói của phụ thân, lập tức hô một tiếng. mươi 252, liền công kích ngươi, một. Ngàn lần không thể, Vân Khanh nghe được lời nói của phụ thân lập tức hô một tiếng, khiến thẩm mậu đem tầm mắt chuyển đến trên mặt mang theo vẻ không đồng ý của Vân Khanh, hỏi, sao không thể? Cha, hôm nay bệ hạ gọi người đi tham dự yến hội cũng không phải là do trùng hợp mà là bởi vì hôm qua tứ hoàng tử cùng cần vương thế tử du ngoạn thẩm phủ đã phát hiện trong từ đường của thẩm gia là từ ngân gạch mà xây thành chính là bởi vì chuyện này bệ hạ mới có thể cảm thấy thẩm phủ có tài phú nhất nhì giang nam vào lúc quốc khố chống không mà phương bắc lại bị thiên tai mới nghĩ tới muốn điều dùng ngân lượng của phú thương vân khanh chậm rãi đem sự tình phân tích nhưng cha đã nguyện ý góp bạc a à, cho dù việc này khiến gia nghiệp thẩm phủ dốc hết một nửa nay bệ hạ nếu nổi lên ý nghĩ này cha nhất định phải làm đến cùng thời gian không nhiều lắm tại sao cha không thể điều bạch từ các châu thị chứ thẩm mẫu nhăn mi nói vân khanh nhìn vẻ mặt của thẩm mẫu phụ thân kỳ thật biết nàng muốn nói cái gì chẳng qua là về mặt tình cảm thì khó có thể nhận bất quá mặc kệ phụ thân có thể nhận hay không nàng cần phải đem lời này nói ra mặc dù sẽ làm cho phụ thân không vui cha nếu như theo lời cha đem gia nghiệp thẩm gia ta dốc hết một nửa đi giúp nạn thiên tai lần này nghĩ như vậy kỳ thật là không có sai chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ bệ hạ giao phó là được nhưng cha chẳng lẽ không nghĩ qua sao thẩm phủ ta cũng không phải giàu có đến mức nổi danh cả thiên hạ chỉ là bởi vì làm việc không thích khoe khoang vẫn luôn ở tại dương châu lập nghiệp không thích phu đấu phú nhưng nếu sau khi bị bệ hạ phát hiện từ đường thẩm phù làm bằng ngân gạch một khối đều không có động đến thẩm phù ta vẫn có thể lấy ra khoản tiền cứu trợ thiên tai này ngài ấy sẽ nghĩ sao sẽ cảm thấy thế nào thấy thẩm mậu đang lắng nghe vân khanh dừng một chút để cho hắn tỉnh táo lại tự hỏi trong chốc lát rồi tiếp tục nói ngài ấy sẽ cảm thấy thẩm ra chúng ta thì ra là giàu có như vậy bởi vì từ đường của ta vẫn còn đó một khối ngân gạch cũng chưa đụng đến lại có thể lấy ra một lượng lớn ngân lượng đi cứu trợ thiên tai. Thứ cho nữ nhi nói một câu đại nghịch bất đảo, có quân vương nào có thể chịu được việc một thương nhân nho nhỏ lại có thể giàu có hơn hắn, hắn sẽ luôn nhớ từ đường bằng ngân gạch của thẩm gia. Lúc này đây không thể dùng, sau này còn có thể giúp ích cho việc khác, việc này sẽ trở thành một cái cớ có thể khiến thẩm gia tùy thời rước vào tai họa, chỉ đến khi nhìn thấy sản nghiệp thẩm gia không còn. Câu nói sau cùng, Vân Khanh ngữ khí đột nhiên tăng thêm, trong giọng nói bắt đầu có sự run rẩy, ngữ khí cũng nhất thời gian tăng mấy lần. Thẩm mậu ngồi ở sau bàn đọc sách, không trả lời, mí mắt nửa cúi xuống, như đang chăm chú xem sách ở trên bàn, lại như xuất thần. Nữ nhi nói những việc này, kỳ thật hắn không phải không nghĩ tới, nếu ngay cả điểm này hắn đều nhìn không thấu, cũng uổng phí sống nhiều năm như vậy, ở thương trường liều mạng nhiều năm như vậy rồi nhưng biết là một việc, trên phương diện cảm tình lại là một chuyện khác. Ngân gạch trong từ đường của thẩm gia là do từ thời tổ phụ xây thành, khi đó là bước khởi nghiệp của thẩm gia, cũng là thời điểm huy hoàng nhất của thẩm phủ, hào phú bậc nhất có thể dùng để hình dung phong thái của thẩm gia ngày nay, mà tổ phụ trời xanh tính tùy ý, nghĩ tới chủ ý gì liền đi làm ngay, nói dùng bạc dựng nhà thì sẽ may mắn, liền cho người ta đúc ngân gạch, lót thêm một gian phòng ở lúc trước phòng ở không phải từ đường, là sau này lại đem bài vị tổ tông chuyển qua, căn ngân ốc, căn phòng làm bằng bạc kia không thích hợp để ở. Lại thích hợp bày biện bài vị, vì thế đem ngân ốc sửa chữa xong liền dùng làm từ đường. Coi như là đem phòng ở quý giá nhất dùng để cung phụng tổ tiên, xem như hiếu thuận rồi. Trải qua sửa chữa cùng nhiều thế hệ tiếp nối, căn phòng kia dần dần cũng bị thảm thực vật cùng cây cối um tùm che lấp. Hơn nữa từ đường cực nhỏ sẽ ít có người tiếp cận, trừ người của thẩm gia, người biết chuyện này không nhiều lắm, cũng dần dần bị lãng quên đi. Chỉ là lần này tứ hoàng tử phát hiện ta từ đường bị cây cối bao phủ kia, sinh lòng hiếu kỳ bèn đi vào, vừa thấy một khối gạch lóe ra ánh bạc, sau đó liền biết chân tướng của từ đường. Đây là do tổ tông truyền chúng ta truyền lại, như thế nào đến đời của ta, liền giữ không được, phải hủy đi chứ thẩm mậu khi nói những lời này, trong tiếng nói có không cam lòng, không muốn. Vân Khanh bởi vì trải qua một kiếp, rất nhiều thứ đã hiểu rõ, nhưng mà, phụ thân thì khác, ngân ốc kia trong lòng ông như là bảo bối do tổ tông bao đời truyền lại. Có ai có thể đem ra truyền chi bảo tùy ý đưa tặng chứ? Nhưng mà, dối rắm thì dối rắm vật vô chi vô luận như thế nào cũng không có quan trọng bằng sinh mạng của người một nhà huống chi trong phủ còn hơn trăm mạng người. Nàng ý niệm trong đầu vừa chuyển, lại nói, phụ thân, tổ tông cũng chưa từng để lại di ngôn rằng căn ngân ốc kia không thể dỡ xuống. Lúc trước tổ tiên chẳng phải xây lên để chơi, nay vì đời sau, vậy tổ tiên cũng không thể trách tôi. Thấy phụ thân vẫn không nói lời nào, Vân Khanh cũng biết trong lòng của ông đang dối rắm nhưng việc này không có gì để dối rắm Vân Khanh cần phải khuyên giải an ủi phụ thân, nàng đột nhiên gia tăng âm lượng nói, cha, có lẽ cha không biết, nhưng nữ nhi nói thêm một câu, cha ắt hẳn sẽ cảm thấy khó nghe, có lẽ cảm thấy nữ nhi đại nghịch bất đạo, nhưng là lời này, lại nhất định phải nói, thầm phủ lúc này đây nếu dốc ra đủ ngân lượng, đã mất hết một nửa gia tài, nếu lần sau bệ hạ lại muốn, lại nhiều lần sau nữa. Thẩm phủ lấy không ra bạc thì làm sao bây giờ, cha chết cũng muốn giữ từ đường kia cứ như vậy nhìn thầm phủ chịu tội khi quân, cứ như vậy cửa nát nhà tan, thụ đổ nhánh suy sao. Thẩm mậu nghe vậy, đôi mắt trợn trừng, chống tay vịn liền đứng lên, hướng trên bàn hung hăng vỗ xuống, con nói bậy bạ gì đó. Ngực hắn phập phồng không ngừng, sắc mặt cực kỳ khó coi, hiển nhiên là đang cố gắng không chế tâm tình của mình. Hắn biết, hắn đều biết, nhưng là người có đôi khi lý trí cùng cảm tình sẽ mâu thuẫn với nhau, làm cho người ta khó có thể lựa chọn. Mà Vân Khanh nói ra như vậy, trực tiếp không lưu tình chút nào chỉ ra kết quả xấu nhất, làm cho thẩm mậu nội tâm phức tạp rối rắm loạn là một đoàn. Mắt thấy thẩm mậu sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng cảm xúc trong mắt cũng đang dao động, Vân Khanh cắn chặt răng, đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn đọc sách, quỳ xuống trước thẩm mậu, cha, mặc kệ cha cảm thấy nữ nhi to gan lớn mật, không hiểu quy củ, đại nghịch bất đảo hoặc là như thế nào cũng được. Nữ nhi hôm nay cũng muốn đem những lời này nói ra. Đương Kim Bệ Hạ cũng không phải một người khoan dung độ lượng. Sau khi biết bí mật của từ đường ta thì ngày thứ hai liền tuyên cha đi tham dự yến hội, ý đồ của người. Cách làm của người, tin tưởng cha nhất định cũng có thể hiểu được. Thẩm phủ ta mặc dù ở Dương Châu cũng có danh vọng bậc nhất, nhưng ở trong mắt bệ hạ, bất quá chỉ là một con kiến trong màn vạn con người một câu đều có thể để cho ta cúi đầu chỉ có thể nghe người nếu như người muốn mà chúng ta thật muốn nghịch người mà đi kết quả sẽ chỉ là lấy sức một mảnh lá cây đi đấu với một ngọn núi cao đến lúc đó thẩm phủ là phồn hoa được giữ hay là xương khô không còn những kết quả này cũng đều khiến ta không khỏi hối hận cha kỳ thật đáy lòng đều hiểu được đều biết được lời của nữ nhi trong đáy lòng người cũng sớm đã nghĩ đến tổ tông lưu lại mặc dù quan trọng, nhưng nếu như người không còn, mạng khó bảo toàn. Cuối cùng những thứ đó, còn không phải là về công dã chàng, rơi vào tay người đang mong muốn nó hay sao? Nhìn khuôn mặt giống mình đến ba phần kia, cặp mắt ngân ngấn lệ nóng như hàng vạn tinh quang sáng rực đang kìm nén rơi ra kia, thầm mộng ngừng lại trong chốc lát, cuối người đem Vân Khanh nâng dậy, thở dài, Vân Khanh, con muốn cha nói như thế nào mới tốt, con thật sự là làm cho cha không quan tâm không được. Làm cho cha không quan tâm không được. Đây là câu cảm thán gì a? À? Vân Khanh bỗng nhiên liền nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Thẩm Mậu, thấy ông thần sắc ảm đạm tản đi không ít, biết rằng ông tiếp theo khẳng định còn có lời muốn nói. Quả nhiên Thẩm Mậu kéo tay Vân Khanh, lại nói tiếp: "Cha thật có nghĩ tới, cũng như lời con nói, cảm giác, cảm thấy thực có lỗi với tổ tông, nghĩ sẽ có tình huống may mắn phát sinh." nhưng là ngày ấy ở trên yến hội bệ hạ cơ hồ là lời khách sáo đều không có cùng cha nói qua hiển nhiên ở đáy lòng của người cùng loại thương nhân như chúng ta cũng không cần phải có nhiều lời nói suông người là quân ta là dân chỉ cần người muốn ta liền phải làm nếu không phải con nói như vậy cha sẽ không nhìn thấu hành động của bệ hạ ngày ấy một khi đã như vậy liền đem từ đường hủy đi đem ngân gạch rỡ xuống cũng không cần triệu tập ngân lượng từ các châu thị, từ cửa tiệp ở Dương Châu lại lấy ra một ít, cũng có thể gom đủ con số. Nghe nói như thế, Vân Khanh nụ cười càng thêm sáng rỡ, nói thêm một câu, cha, không thể. Thẩm mậu lần nữa lại cau mày, bóp nhẹ gương mặt nàng, con lại phủ nhận lời nói của cha, kêu, không thể, kêu đến nghiện rồi, lần này lại là như thế nào? Thuận theo lời ông nói, Vân Khanh bắt lấy tay thẩm mậu, dùng hai tay nàng phủ lên lư đồng nạm vàng chạm khắc tỳ hưu tỏa ra mùi thơm thanh thuần tràn ngập khắp căn phòng nàng nhìn vào mắt thẩm mậu nói từng chữ một cha chúng ta đem toàn bộ dương châu phú thương toàn bộ triệu tập kêu gọi phát động cùng giúp nạn thiên tai thẩm mậu bị lời nàng nói làm cho ngẩn ra ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đạ thù của thẩm gia kia trong ánh mắt mang theo hơi hơi khó hiểu vì sao vẫn là đạo lý cũ cha cha xem chuyện từ đường nhà chúng ta là bằng ngân gạch này, mình đế ở trên yến hội cũng không có nói ra, cái này đại biểu ngài ấy cũng không muốn người khác biết, khoản tiền thẩm ra quyên góp cứu trợ thiên tai, là hủy đi từ đường mà có, cho dù ngài ấy là đế vương, lời nói và hành động cũng phải cố kỵ dân chúng, cho nên ngài ấy chỉ là nói hy vọng thương nhân tài cán vì quốc quá quyên tiền. Như vậy chúng ta thẩm phủ không thể tuyên bố khắp nơi mình hủy đi từ đường để đem ngân gạch quyên góp những thứ này cần phải có một lý do thích hợp, mới có thể đem từ đường hủy đi. Vân Khanh lắc lắc thẩm mậu đích tay, thẩm mậu nheo nheo lòng bàn tay non mềm của nữ nhi, nói, ý của con là, không thể để cho người ta biết bạc này của ta là do hủy đi từ đường mà có. Nếu thẩm phủ đột ngột có nhiều bạc như vậy, khẳng định sẽ điều động nguồn tiền trong các cửa hàng, đến lúc đó số tiền không khớp, sẽ có người hoài nghi, nếu một khi biết bệ hạ là do rỡ từ đường mà có được, như vậy bệ hạ có thể sẽ chịu lời đồn đãi không hay, cho nên từ đường nhà chúng ta phải âm thầm dỡ xuống, ở một phương diện khác. Dùng danh nghĩa giúp bệ hạ gom góp khoản tiền giúp nạn thiên tai, liên hợp với các phú thương khác của Dương Châu, như vậy chúng ta cho dù không động đến ngân lượng của cửa hàng, cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Nhìn thấy phụ thân có thể phân tích ra nhanh như vậy, Vân Khanh cười nói, đúng vậy, nữ nhi chính là có ý này. Nếu chúng ta dùng danh nghĩa gom góp giúp nạn thiên, bệ hạ có thể nổi giận hay không? Thẩm mậu chính là đối với điểm này có chút lo lắng. Vân Khanh rào hoạt cười, dựng thẳng lên một món trỏ trắng nộn lắc lắc, cười khẽ ói. Cha, nếu là phú Thương Dương Châu liên hợp lại, khoản ngân lượng này, cho dù nhiều hơn so với khoản chi cứu trợ thiên tai trước đó, cũng có thể thông qua A. Còn cái quỷ nha đầu, thẩm mậu lại nắm mũi nàng, sùng nịch nói ý nghĩ cũng đang không ngừng chuyển động. Vân Khanh nói rất đúng, xem ý tứ của Minh Đế, quốc khố hiện đang thiếu thốn, nếu hắn một mình ra mặt, dùng hết toàn lực cũng không dám vượt quá số lượng trước kia trong quốc khố, nhưng nếu phần đông phú thương cùng nhau góp vào, mỗi người ra số lượng không lớn, nhưng hợp lại với nhau, số lượng ắt hẳn sẽ vượt qua, khoản tranh lệch này chỉ có một ít, cũng sẽ không khiến bệ hạ ảy sinh lòng ham muốn tới tài sản thẩm gia. Dù sao cũng là lực lượng số đông người, gà càng nhiều càng tốt, mặc kệ ra bao nhiêu, coi như là một phần lực lượng, nhưng mỗi người đóng góp nên ở dưới một nửa khả năng của mình. Cứ như vậy là vì phòng ngừa lần sau Minh Đế còn dùng loại danh nghĩa này tiếp tục đến đòi tiền, như vậy cũng sẽ không quá mức khó khăn. Thứ hai, còn phòng ngừa Minh Đế cho rằng Phú Thương rất giàu có, mà lòng cảm thấy không vui. Thẩm mậu cảm thấy ý kiến của Vân Khanh rất tốt, nghĩ nghĩ, cứ như vậy nơi đặt tông miếu mà trước đó chúng ta bàn bạc đã chọn xong lần này liền nói với mọi người là chúng ta xây dựng tông miếu đồng thời cũng tu sửa lại từ đường một phen kể từ đó vin vào ly đó ấy chúng ta có thể nhờ xe chuyển gạch đem số mân gạch chuyển đi ra ngoài cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi hắn vừa nói vừa gật đầu cảm thấy trong lòng đột nhiên nhẹ không ít nếu con không phải là nữ nhi của cha cha cũng thật không thể tin được con là một cô nương mới chỉ 14 tuổi a à. Vân Khanh hì hì cười, chính là bởi vì con là nữ nhi của cha, mới thông minh hơn người nha. Thẩm mậu nhìn dáng vẻ nàng đắc ý, sùng nịch vừa buồn cười lắc đầu, lại cùng Vân Khanh thương lượng một chút về vấn đề gom góp ngân lượng cứu trợ thiên tai một cách chi tiết, muốn bàn kỹ một chút ngày mai sẽ đi gặp Minh Đế lần nữa, đem ý nghĩ này chính thức trình bày trước mặt quân vương. Vân Khanh cũng không quấy rầy hắn nữa, trong lòng mang theo cảm giác vô cùng may mắn. May mắn chính mình có một phụ thân hiểu lý lẽ, có một người cha yêu thương mình, nếu không thay bằng một người khư khư cố chấp, ý tưởng của nàng sẽ rất khó để cho người ta tiếp nhận được. Ngày kế, thẩm mậu thỉnh cầu gặp Minh Đế, sau khi đi vào một canh giờ, vẻ mặt không xiết vui mừng đi ra, Vân Khanh biết được, kế hoạch thẩm mậu đưa ra muốn phú thương ở Giang Nam cùng nhau vì giúp nạn thiên tai mà quyên tiền đã được Minh Đế đồng ý. Tiếp theo, thẩm mậu liền ra cửa, cho người phát thiếp, mời toàn bộ phú thương nổi danh Giang Nam đến túy tiên lâu tốt nhất ở Dương Châu, đem việc này cùng ý nghĩ của Minh Đế thông báo ra. Mặc kệ bọn họ là lo ngại trước ý chỉ của Minh Đế hay là muốn chân chính quyên tiền, tóm lại mọi người đều cảm thấy việc này có thể làm cũng sẽ tìm thêm những phú thương có danh vọng và tiền tài khác tuyên truyền đề nghị đóng góp. Minh Đế ở Dương Châu ngày thứ năm, được an bài cùng vạn dân ở Dương Châu cùng nhau lên thuyền ngắm đèn. Đại khái là đề nghị thẩm mậu đưa ra giúp nạn thiên tai làm cho thánh nhan vui mừng, ngày ấy Minh Đế mở miệng, cho nữ quyến thẩm phủ cùng lên lầu ngắm đèn. Vân Khanh sau khi nghe được tin tức, mỉm cười, ngẩng đầu hỏi, em đi thông chi biểu tiểu thư, đêm nay bệ hạ cùng hoàng hậu mời nữ quyến thẩm phù lên lầu ngắm đèn. Liêu Thúy đầu tiên là sừng sốt, vị biểu tiểu thư này từ sau lần trước tham gia yến tiệc của hoàng hậu, vẫn luôn ở tại cúc khách viện, nghe nói là vô cùng dụng tâm hầu hạ tạ di, nếu Vân Khanh không nói, Lưu Thúy cũng chẳng nhớ tới vi ngưng tử. Tuy rằng Vân Khanh chưa từng nói rõ ra là không thích vi ngưng tử, nhưng Lưu Thúy là nha hoàn hầu hạ bên người, một chút tinh ý vẫn phải có. Hơn nữa trước đó Vân Khanh vài lần ba bận bảo nàng lén chuẩn bị một vài chuyện, đều là để đối phó với vị biểu tiểu thư này, cũng hiểu được vi ngưng từ khẳng định không phải người tốt. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 253, liền công kích ngươi, hai Đứng ở bên cạnh giả vờ thu dọn đồ đạc, thực chất lại không ngừng lắng nghe Vân Khanh và Lưu Thúy nói với Tuyết Lan, cố ý xoay đầu lại, ngạc nhiên nói, tiểu thư, đây thực sự là chuyện tốt được cùng bị hạ ngắm đèn quả là một vinh dự lớn lao trong lúc nói ánh mắt lóe lên những tia sáng chứa đựng tham vọng hy vọng rằng mình cũng sẽ có cơ hội như vậy vân khanh mỉm cười nhàn nhạt, nhạt không đưa ra ý kiến gì nói lưu thúy ngươi và tuyết lan cùng đi báo tin đi càng sớm càng tốt để biểu tỷ có thời gian chuẩn bị tuyết lan nghe thấy vậy vui vẻ đi theo lưu thúy ra ngoài mặc dù đã được thăng lên làm nhị đẳng nha hoàn nhưng cô dần nhận ra có điều không ổn. Phần lớn công việc của Vân Khanh đều được giao cho Thanh Liên và Vấn Nhi, chỉ một phần nhỏ không quan trọng mới giao cho cô, mà những việc này bất cứ ai cũng có thể làm. Những nhiệm vụ này nếu làm tốt thì cũng không được lợi ích gì, nhưng nếu làm kém thì sẽ gặp rắc rối. Hơn nữa, Lưu Thúy dường như không thích cô, dù cô có cố gắng nịnh nọt đến đâu, Lưu Thúy vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Nhiều lần cô muốn bày trò, nhưng nhận ra lưu thúy rất cẩn thận và người trong viện cũng rất tin tưởng lưu thúy nên rất khó có thể làm gì để khiến lưu thúy thất bại cô sợ rằng nếu không cẩn thận còn có thể tự mình liên lụy vào chuyện không may đối với tiểu thư vân khanh cô luôn có chút e dè cảm thấy đôi mắt phượng của nàng như ánh sáng mặt trời có thể soi tỏ hết những góc khuất trong lòng người khác khi đến cúc khách viện lưu thúy hướng ra ngoài hỏi xin hỏi biểu tiểu thư có ở đây không? có tử vi thấy đó là đại nha hoàn của vân khanh liền không dám thất lễ vào báo tin rồi vén rèm cho lưu thúy vào vì ngưng tử mặc bộ quần áo màu xanh nhạt sắc mặt có chốt tiểu tụy nhìn thấy lưu thúy nàng mỉm cười nói sao lại để ngươi đến đây chẳng lẽ biểu muội có chuyện gì gấp lưu thúy nghĩ đến những việc vi ngưng tử đã làm với tạ di nương trước đây trong lòng không vui nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra lịch sự. Liêu Thúy cúi đầu, mỉm cười nói, đại tiểu thư thấy biểu tiểu thư mấy ngày nay chưa ra khỏi viện, nên bảo nô tỳ đến thăm hỏi. Tiện thể thông báo rằng ngày mai bệ hạ cùng hoàng hậu mời nữ quyến của trầm phủ đến lâm giang lầu ngắm đèn. Thỉnh biểu tiểu thư chuẩn bị. Nghe xong lời của Lưu Thúy, ánh mắt của vi ngưng tử thoáng biến đổi, nụ cười trên môi cũng trở nên nhạt nhẽo, ẩn chứa hận ý. Nàng nhớ lại yến hội hai ngày trước, khi bị hoàng hậu trách mắng nặng lời, từng câu từng chữ đều chỉ trích nàng không hiếu thuận, không biết lễ nghi, thậm chí còn bị gán là bất hiếu quân thân. Vì chuyện này, ngày đó nàng không tham dự thiệt yến, sau lễ liền trở về cúc khách viện, hai ngày liền đều ở trong viện, hầu hạ tạ di nương như người từ cõi chết trở về. Vì những lời hoàng hậu đã nói, nếu nàng không thể hiện sự hiếu thảo này, cái danh bất hiếu sẽ mãi mãi gắn trên đầu nàng khiến không ai dám cưới một nữ tử mang tiếng bất hiếu và thất thân nàng chỉ còn cách cố gắng thể hiện chứng minh mình không bất hiếu và không phải là loại nữ tử như họ nghĩ nhưng từ đầu đến cuối nàng không thể hiểu được tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy không thể nào nghĩ ra rằng lời nói của chủ tiệm hương mực kia là do vân khanh chỉ đạo mà vân khanh ở kiếp trước là một linh hồn không cam lòng mà kết thúc cuộc đời đương nhiên nàng muốn tham gia yến đèn hôm nay nhưng khi nghe nói bệ hạ và hoàng hậu mời nàng cảm thấy như bị dội một chậu nước đá vào lòng toàn thân lạnh buốt như rơi vào hầm băng nàng không thể đi nếu đi để hoàng hậu thấy nàng xuất hiện ở nơi náo nhiệt như vậy lại sẽ bị chê trách là bất hiếu nàng sẽ không còn cơ hội nào để thay đổi số phận cả đời này nàng không muốn sống một cuộc đời mờ mịt như thế này với tài năng và nhan sắc của mình nàng đương nhiên muốn gả cho một người đàn ông quyền thế vì vậy dù trong lòng rất muốn đi nàng vẫn phải ép mình chịu đựng chỉ có thể chịu đựng việc vân khanh hôm nay để lưu thúy đến báo tin cho nàng dường như là biết trước nàng sẽ không đi tham gia và chỉ chờ xem nàng bị chê cười nghĩ đến đây vi ngưng tử nắm chặt khăn trong tay che giấu sự không cam lòng trong lòng mỉm cười với một chút xin lỗi nói ngày mai có lẽ ta không thể đi ngắm đèn được mẹ ta đang nằm trên giường bệnh ta phải ở bên hầu hạ nàng nói nhẹ nhàng lời nói có vẻ không chân thành nhưng sự tiếc nuối trong đó lại là thật nghe vậy thất lan cũng cảm thấy đáng tiếc thay cho nàng đại tiểu thư bảo lưu thúy đến báo tin mời người tham gia yến hội rõ ràng là biết tạ di nương không thể rời giường cố ý làm vậy nhìn biểu tiểu thư thật đáng thương nàng liền nói tạ di nương đang không khỏe nhưng bên cạnh cũng có hồng tụ và ánh nắng chiều chăm sóc, ngươi đi một buổi tối, chắc không sao đâu. Thực ra trong lòng Tuyết Lan không thật sự nghĩ cho Vi Ngưng Tử. Nàng ganh tị vì Vi Ngưng Tử có cơ hội tiếp xúc với những quý tộc cao sang, nhưng lại không thể đi vì bệnh nhân. Nàng thật sự cảm thấy tiếc, nếu có thể, nàng cũng muốn đi. Nghe Tuyết Lan nói xong, Lưu Thúy lập tức không vui, nghĩ rằng chủ tử đang nói chuyện sao một nha hoàn như nàng lại dám xen vào, trong lời nói lại còn mang theo ngữ điệu chờ đợi. Lưu Thúy trách mắng, có đi hay không là do biểu tiểu thư quyết định, biểu tiểu thư là chủ tử, ngươi chỉ là nô tỳ, có quyền gì mà nói. Tuyết Lan bị mắng, môi méo sạch, trong mắt đầy sự không cam lòng. Nàng nghĩ, mình cũng là một nha hoàn, người Lưu Thúy dù được tiểu thư yêu quý thì cũng chỉ là một nha hoàn, dựa vào đâu mà dám quát tháo ta như vậy trong lúc hai người qua lại vi ngưng tử lại để ý quan sát nha hoàn có vẻ lạ mắt tên là tuyết lan này trước đây khi về nhạn các nàng đã từng thấy nha hoàn này vài lần khuôn mặt khá xinh đẹp miệng lưỡi cũng khá lanh lợi giống như một nha hoàn nhị đẳng của vân khanh nhưng nàng lại không để lại ấn tượng sâu sắc hồi tưởng kỹ hơn vi ngưng tử nhận ra vân khanh dường như không để ý nhiều đến nha hoàn này cũng hiếm khi để nàng ta ở lại trong phòng có vẻ như tuyết lan không được sủng ái và cũng không quá xuất sắc mặc dù nha hoàn này cúi đầu trông có vẻ ngoan ngoãn nhưng trong đáy mắt lại lộ ra một tia không cam lòng rõ ràng là bất mãn với lưu thúy nàng không cam tâm với vị trí hiện tại của mình vì ngưng tử thầm nghĩ ánh mắt lóe lên một tia sáng nếu biết cách lợi dụng sau này nha hoàn này có thể giúp nàng làm một số việc tuy nhiên đó là chuyện sau này còn bây giờ trong lòng nàng vẫn còn một cảm giác bức bối nghĩ đến việc không thể tham gia yến ngắm đèn sắc mặt nàng vẫn không thể tươi tỉnh hơn mặc dù lưu thúy đã quát mắng tuyết lan nhưng ánh mắt của nàng vẫn luôn quan sát vi ngưng tử không bỏ sót bất kỳ cảm xúc nhỏ nào trong ánh mắt của nàng ta vị biểu tiểu thư này che giấu cảm xúc khá tốt nhưng lưu thúy sau thời gian dài ở bên cạnh vân khanh cũng đã rèn luyện được khả năng quan sát tinh tế Cô nhận ra rằng biểu tiểu thư thực sự đang rất tức giận. Muốn giúp Vân Khanh xả giận, Lưu Thúy liền thêm một câu, "Biểu tiểu thư, bệ hạ năm tuần 10 năm mới có một lần, lần này yến hội ngắm đèn cũng là cơ hội hiếm có ở Dương Châu, nơi đây toàn là những người có danh vọng và địa vị. Ngài hãy suy nghĩ thêm một chút, có muốn tham gia không? Để nô tỳ báo lại cho tiểu thư và cũng để chuẩn bị xe ngựa." Vì ngưng tử khó khăn lắm mới kìm nén được cảm xúc dâng trào, tay áo nàng nắm chặt. Nghĩ rằng lần này có thể lại để Trầm Vân Khanh nổi danh, nàng không hề muốn điều đó. Sau một hồi lâu cố nén ghen tỉ, nàng cười gượng nói, không cần đâu, ta muốn ở nhà chăm sóc mẹ, hãy giúp ta nói với biểu muội rằng ta không tham gia yến hội ngắm đèn lần này, hy vọng nàng sẽ có một buổi tối vui vẻ. Liều Thúy thấy nàng cắn chặt quay hàm, liền ngoan ngoãn gật đầu, vậy nô tỳ sẽ về báo lại cho đại tiểu thư. Nói xong, cô mang tuyết lan theo rồi rời đi. Khi Lưu Thúy đã rời khỏi nhạn các, Vi Ngưng Tử nắm chặt tay, khăn lụa trong tay bị bóp đến nhăn nhúm. Nàng tự nhủ phải chịu đựng, phải chịu đựng, nếu có thể nhịn được lần này, tương lai nàng sẽ gả vào vọng tộc, và khi đó, còn lo gì không có cơ hội tham gia yến hội. Nhưng nghĩ đến việc không thể đi lần này, nàng khó lòng kiềm chế, cuối cùng tay nàng siết chặt đến mức lòng bàn tay dì máu, tấm khăn lụa cao cấp cũng bị bóp đến biến dạng. Nàng thật sự không cam lòng. Khi trở lại nhạn Các, Lưu Thúy kể lại những chuyện vừa xảy ra, Vân Khanh cúi đầu cười nhạt. Nàng biết Vi Ngưng Tử sẽ không đi, bởi với tâm kế tinh tường của Vi Ngưng Tử, chắc chắn nàng ta sẽ không dại dột chọc giận hoàng hậu vào lúc này. Vân Khanh cố ý sai Lưu Thúy đi để kích thích Vi Ngưng Tử, để vết thương lòng nàng ta bị khơi lại thêm một lần nữa vân khanh thích nhìn thấy vi ngưng tử bị tổn thương điều đó giúp nàng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút những ngày này nỗi lo lắng vì chuyện của trầm gia đã khiến nàng căng thẳng và việc thấy vi ngưng tử bị tổn thương giúp nàng cân bằng lại tuyết lan có nói gì không vân khanh cười hỏi lưu thúy trong mắt nàng ánh lên sự sáng suốt nàng ấy à khi biểu tiểu thư nói không đi tham gia yến hội tuyết lan khuyên biểu tiểu thư không nên làm vậy bảo để hồng tụ và ánh nắng chiều chăm sóc tạ di nương một đêm cũng không sao nhớ đến tuyết lan sắc mặt lưu thúy trở nên khó chịu nghe vậy vân khanh nhíu mày quả nhiên là tuyết lan thực sự có tư duy rất giống với vi ngưng tử nếu không phải bị hoàng hậu khiển trách chắc chắn vi ngưng tử cũng sẽ tham gia yến hội ngắm đèn này nhưng bây giờ sự việc đã đến mức này nàng ta phải suy tính cẩn thận hơn có vẻ như Tuất Lan vẫn có tham vọng rất lớn. Ngày hôm sau, Lâm Giang Lâu, đúng như tên gọi, được xây dựng gần sông Lục, là nơi ngắm cảnh đêm tốt nhất ở Dương Châu. Hai ngày trước, nơi này đã được thị vệ kiểm tra kỹ lưỡng, và hiện tại đã được bao quanh bởi thị vệ canh gác chặt chẽ. Vì đây là thời điểm ngắm đèn, lại là dịp thiên tử cùng dân chúng vui chơi, nên từ trạng vạng tối, hai bên đường phố, đặc biệt là khu vực quanh Lâm Giang Lâu, chật kín người dân tụ tập. Họ chen chúc ở bên ngoài hàng rào an toàn do thị vệ tạo thành, mong muốn có thể nhìn thấy thiên tử một lần. Sau khi Vân Khanh và Tạ Thị chuẩn bị trang phục xong, họ lên xe ngựa đến khu vực gần Lâm Giang lâu. Có thị vệ trong cung dẫn đường, đưa họ đến chỗ đậu xe ngựa tốt nhất, sau đó lại có người dẫn họ vào Lâm Giang lâu. Khi đến nơi, đã có không ít người đến trước. Tạ Thị và Vân Khanh cùng với các phu nhân và tiểu thư khác được mời lên lầu 2 của Lâm Giang lâu. Mặc dù thánh thượng nói là cùng ngắm đèn, nhưng không thể tất cả mọi người đều ngồi cùng một chỗ với minh đế. Lầu 1 và lầu 2 của Lâm Giang lâu là nơi các quan viên và gia quyến ngồi, còn lầu 3 mới là nơi minh đế ngắm đèn. Lầu 3 là vị trí có tầm nhìn tốt nhất của Lâm Giang lâu, từ đây có thể thu trọn vẹn vẻ đẹp của hội đèn lồng vào trong tầm mắt. Vị trí cũng đã được sắp xếp xong xuôi, chỗ ngồi của Vân Khanh nằm ở phía sau. Khi bước vào, nàng nhìn thấy An Tuyết Oánh ngồi ở hàng thứ hai, nhưng vì khoảng cách hai chỗ ngồi nên không thể nói chuyện, chỉ mỉm cười gật đầu để chào hỏi. Khi quay đầu lại, Vân Khanh thấy Dương phu nhân cũng có mặt hôm nay, liền yên lặng hành lễ. Tuy nhiên, Dương Nhạn Dung vẫn như mọi khi không tham gia những dịp như thế này, nên Vân Khanh nhìn quanh một vòng cũng không thấy nàng điều này đã trở thành thói quen đối với vân khanh thấy thời gian không còn nhiều vân khanh ngồi xuống thầm nghĩ không biết lần này nữ quyến của dĩnh xuyên hầu phủ có ai xuất hiện không phu nhân của dĩnh xuyên hầu có thể đứng vững trước ánh mắt của mọi người hay không và liệu có tham gia vào những yến hội như thế này không tuy nhiên ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu ngay sau đó nàng tập trung lại vào mọi thứ trước mắt trước mặt vân khanh còn có ba hàng người nên từ góc độ này nàng không thể thấy nhiều đèn sáng chỉ có thể nhìn lướt qua một số đèn treo trên những ngôi nhà cao tầng gió đêm hiu quạnh màn đêm đen như mực những chiếc đèn màu tỏa ra ánh sáng đỏ xanh lam lục vàng trên nền trời như những đốm sáng nhỏ xíu không ngừng phát ra ánh sáng mặc dù không phải là cảnh sắc tốt nhất nhưng nếu nằm yên tĩnh mà nhìn cũng có thể cảm thấy dễ chịu chỉ là vân khanh nhìn xung quanh những phu nhân và tiểu thư với mái tóc cao trải chuốt dây thắt lưng dính phấn chỉ thấy không khí tràn ngập mùi hoa nhài hoa hồng hoa quế và flơ mùi hương quá nồng khiến nàng cảm thấy hơi khó chịu mùi hương kích thích mũi khiến vân khanh thấy ánh đèn ban đầu vốn không tệ giờ trở nên trói mắt không biết đã bị choáng đến mức nào đột nhiên một công nhân từ lầu ba đi xuống hành lễ theo quy chuẩn rồi hỏi xin hỏi ai là tiểu thư của thẩm gia? Hoàng hậu nương nương mời lên lầu ba cùng ngắm đèn. chương 254, ai tính kế ai, một. Một cung nữ từ lầu ba đi xuống, hành lễ đối với mọi người rồi hỏi, xin hỏi ai là tiểu thư thẩm gia? Hoàng hậu nương nương cho mời lên lầu ba ngắm hoa đăng. Trong gian phòng đột nhiên tĩnh lặng, các vị phu nhân tiểu thư ở xung quanh tầm mắt đều tập trung nhìn về giữa phòng, ánh mắt có hâm mộ, tò mò kinh ngạc hoặc ghen tị. Vân Khanh không để ý những ánh mắt đó, nàng không hiểu vì sao trong tiệc hoa đăng hoàng hậu lại muốn gặp nàng, lại nhớ việc hoàng hậu làm khó dễ nàng ngày ấy, trong lòng nàng cảm thấy có chút không an tâm, nghĩ tới nếu đi lên nhất định sẽ có chuyện phát sinh. Nhưng là hoàng hậu cho truyền, nàng không thể không đi, vì thế Vân Khanh sửa sang lại vạt áo, đứng lên nói với cung nữ kia nói, là ta cung nữ nhìn thần sắc của nàng cũng không có vì hoàng hậu chỉ điểm tên mình mà lộ ra thần sắc kiêu ngạo cũng không có vì bị mọi người nhìn mà trở nên bối rối trong lòng đối vân khanh liền thêm hào cảm nụ cười trên mặt thêm tự nhiên hơn thỉnh thầm tiểu thư theo nô tỳ đi lên được vân khanh mỉm cười đi theo phía sau cung nữ lên lầu Lầm giang lâu được xây dựng dành cho người giàu muốn hưởng lạc nơi đây được thiết kế tinh tế đến cầu thang cũng tốn nhiều tâm tư cầu thang rộng rãi đến hai người đi song song vẫn được, bậc thang cũng không quá cao, khi bước lên vẫn thật thoải mái. Vân Khanh luôn duy trì khoảng cách ba thước cùng cung nữ dẫn đường, cúi đầu nhìn làn váy màu hồng của cung nữ là dùng loại gấm tốt nhất may thành. Xuyên một hành lang đến một căn phòng rộng rãi bên trong, một tấm bình phong lớn sau tấm bằng lụa hình phú quý vinh hoa bách hoa dẫn điệp đặt giữa tiền sảnh, nhìn xuyên qua lụa mỏng có thể thấy hai thân ảnh màu vàng ngồi chính diện song song. Công nữ đi ra phía trước hành lễ nói, bệ hạ, hoàng hậu, thẩm gia tiểu thư đã đến rồi. Đèn bắt giác bằng giấy nhiều màu xếp lên nhau khiến ánh sáng trong phòng trở nên mê ly. Minh đế quay đầu nhìn lại, thấy một vị tiểu thư dáng người cao gầy, mặt mày hoa lệ đứng ở bên trái cúi đầu. Dưới ánh đèn chỉ có thể nhìn đến cây trán trắng nõn trơn bóng cùng hàng mi dài. Vân Khanh nghe cung nữ nói liền cung kính quỳ xuống hành lễ nói, dân nữ Thẩm Vân Khanh gặp qua bệ hạ, hoàng hậu, tứ hoàng tử. Từ. Từ sau khi Vân Khanh tới, nơi này liền trở nên yên lặng, cho nên thanh âm của Minh Đế cũng có vẻ rõ ràng, mày của ông khẽ nhúc nhích, đôi mắt khẽ co lại, ánh mắt ở trên người Vân Khanh không rời, đứng lên đi. Vân Khanh thủy chung cúi thấp đầu, bộ dáng vô cùng kính cẩn, không có một chút không đúng quy củ, tạ bệ hạ. Hoàng hậu mặc cung trang màu vàng thiêu long phượng đồng phi, rồng phượng cùng bay, giữa mi tâm vẽ phượng văn, họa tiết biểu tượng cho phượng hoàng, khuôn mặt vốn cao quý đoan trang lại tàn mát ra một loại khí thế ung dung trang trọng, ở dưới ngọn đèn lấp lánh chiếu lên gương mặt có chốt âm trầm đáng sợ. Mặc dù mắt chưa nâng nhưng vào một khoảnh khắc kia, Vân Khanh cũng đã nhìn rõ bố cục. Bên cạnh Minh Đế có một nam tử đang mùi, gương mặt sắc như đao, thân phục hoàng tử màu tím thượng đẳng thiêu, rồng bay trong mây, có một đôi long nhãn sáng quắc uy vũ, một thân phục này mặc trên người nam tử liền lộ ra dã tâm cùng bá đảo, môi mím thành một đường, mặt không biểu tình nhìn Vân Khanh. Ngươi là nữ nhi thẩm gia, đã cập kê, ánh mắt minh đế ở trên người Vân Khanh dạo một vòng, rồi trở nên sâu thẳm, đứng ở bên ngoài Vân Khanh vẫn cảm thấy vừa rồi trong mắt minh đế tự hồ có gì đó khác lạ. Hồi bệ hạ, dân nữ năm nay 14, chưa cập kê nàng cung kính trả lời mà sau khi minh đế hỏi vấn đề này thì cũng không hỏi tiếp còn hoàng hậu thì khẽ cười nhìn minh đế một đôi mắt đoan trang sắc bén quan sát từng biểu tình trên mặt minh đế bệ hạ người còn nhớ thương nhân thẩm mậu nói chủ ý liên kết với thương nhân dương châu cùng nhau vì phương bắc quyên tiền giúp nạn thiên tai là nữ nhi của hắn đề xuất sao hoàng hậu tự hồ như tùy ý nói như vậy để ngầm nhắc nhở minh đế nhớ ra Minh Đế quay đầu lại nhìn Vân Khanh, cười nói, nàng không nói, chấm thiêu chút nữa không nhớ, chủ ý này ngươi làm sao nghĩ ra. Vân Khanh như chiếc cúi thấp đầu, thanh âm trong sáng không có gì sợ hãi nói, phụ thân của dân nữ sau khi về nhà liền đem việc này nói cho người nhà nghe, dân nữ mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng sau khi nghe việc này cảm thấy nên vì nước mà dốc chút lực, tất nhiên nhiều thêm một người liền nhiều một phần lực. Thẩm gia năng lực có hạn liền đem ý tưởng này nói cho phụ thân, vốn chỉ là chuyện nữ nhi thuận miệng nói ra, không nghĩ tới phụ thân lại nghĩ đến liên hợp với thương nhân Dương Châu, chỉ có thể nói là thật khéo, chỉ là phụ thân dân nữ cao hứng lại ở trước mặt bệ hạ đề cập dân nữ, thật sự quý không dám nhận. Khi nói chuyện đó ra không nghĩ đến ánh mắt của minh đế lại để ý tới Vân Khanh như vậy, thực nguy hiểm. Thẩm mậu nói chủ ý này là nữ nhi đưa ra là xuất phát từ tình cảm yêu thương ái nữ nhưng tầm sao thất bản. Bất cứ chuyện gì chỉ truyền một chút là có thể suy ra nhiều chuyện thậm chí gây ra họa sát thân. Đại ung vẫn là nữ quản gia, nam quản ngoại. Theo cách nói này thì thẩm mậu mọi chuyện đều nghe theo ý tưởng của nữ nhi nhà mình. Như vậy tất nhiên đối phụ thân sẽ tổn hại danh thương, danh dự thương nhân mà một nữ tử nếu mọi sự bên ngoài đều quá mức thông tuệ nói không chừng sẽ dẫn tới một số người có ý nghĩ phản cảm. Cho nên Vân Khanh trả lời hết thảy đều vì lơ đãng cùng đúng dịp, uyển chuyển quy hết công lao vẫn là về thẩm mậu, thuận tiện đem thương nhân Dương Châu liên quan đều ca ngợi, bọn họ đều quan tâm, đều là vì nước mà thôi. Mình đế không ngờ tới một nữ nhi chưa cập kê của một thương nhân lại nói chuyện có thể uyển chuyển khéo đưa đầy lại không lộn xộn, trong ánh mắt có hơn hai phân hứng thú, quay đầu đối với hoàng hậu nói, rốt cuộc là đại thương, cũng không phải hạng thương nhân bình thường kia. Lời này nghe qua là ca ngợi, kỳ thực vẫn là khinh thường thương nhân, Vân Khanh hơi nhếch khóe miệng, đáy mắt hiện lên một chút trào phúng. Nhưng không nghĩ tới hoàng hậu sau khi nghe xong lời này cười nói, bệ hạ không biết đấy thôi, chính thất của thẩm thương nhân là đích nữ của danh nho tạ thư thịnh. Thì ra là tuyến, khó trách chấm thấy đất thiêng nảy sinh hiền tài nguyên lai là ngoại tôn của tạ đại danh nho, vậy cũng là gia đình có tiếng bác học sâu xa rồi. Mình đế chuyển mình, nhìn Vân Khanh, trong mắt mang theo hai phần kinh ngạc. Tạ thư thịnh tài hoa phong nhã, đọc nhiều sách vở, từng là đế sư, thầy giáo, của tiên đế. Tiên đế cũng mời vào trong triều làm quan vài lần nhưng đều bị ông cự tuyệt, lúc ấy Minh đế mới là hoàng tử nên cũng biết kỳ danh của ông. Thật là như vậy sao? hoàng hậu nói xong quay đầu đối với vân khanh nói lại gần cho bồn cung nhìn xem vân khanh nghe vậy liền ngẩng đầu ánh mắt bình tĩnh dáng người đứng thẳng lại không mất dịu dàng kính cẩn nghe theo lúc cất bước đến trước mặt hoàng hậu cử chỉ thập phần thỏa đáng không có chút gì có thể soi mói điểm này thật sự là làm cho người ta ngạc nhiên cung nhân đứng ở hai bên còn có mễ ma ma bên người hoàng hậu đều cảm thấy đây mới là phong phạm của tiểu thư thế gia Hoàng hậu giống như lần đầu tiên nhìn thấy Vân Khanh tinh tế, khéo léo liền dụng tâm đánh giá Vân Khanh, vừa cười vừa nói, thật sự là biết sinh, mi này, mắt này nhìn qua như là tiên tử trong tranh bước ra, nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy cả người có khí chất cao quý. Bà vừa nói chuyện thì lôi kéo tay của Vân Khanh, lại vẫn nhìn minh đế mà khen, hoàng hậu thân thiện như vậy làm cho Vân Khanh hơi khó chịu, nhưng vì ngại thân phận mà không dám rút tay lại vừa ngước mắt thì vừa vặn chống lại đôi mắt thâm thúy của Minh Đế. Kế thừa huyết thống thiên tử ngự ra, thân mình Minh Đế cao lớn, tào nhã, nhìn ngũ quan như vậy thì cũng biết khi còn trẻ cũng là một vị Mỹ nam tử. Chẳng qua loại tuấn Mỹ này sau khi làm đế vương mấy chục năm đã bị thay thế bằng khí thế uy nghiêm của cửu ngũ trí tôn, trí cao vô thượng, khi nhìn ngài sẽ bị khí thế của thiên tử đập vào mắt đầu tiên. Vân Khanh không phải lần đầu tiên nhìn thấy vị hoàng đế này, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy trong mắt ngài lộ ra thần sắc quái dị. Tuy rằng chỉ trong giây lát, lại bởi vì khoảng cách giữa Vân Khanh và người quá gần, vừa rồi lại chống lại ánh mắt của người nên khẳng định nàng không nhìn nhầm. Mà ánh mắt minh đế sau một cái chớp mắt lại sâu thẳm, tĩnh lặng như nước. Nhìn ánh mắt của thiếu nữ đang nhìn mình thì hơi ngạc nhiên, nàng thế nhưng không hề ý kỷ thậm chí còn có một loại thái độ đánh giá mà nhìn mình từ khi hắn kế vị đến nay có rất ít người lần đầu tiên nhìn thấy hắn mà còn có thể bình tĩnh như thế thật đúng như lời hoàng hậu nói cặp phượng mâu sâu kín kia nếu để ý sẽ thấy quy khí không nghĩ tới nàng lại là con gái của thương nhân trên người tục khí đầy mùi tiền thật giống người kia trong trí nhớ mơ hồ hoàng hậu khóe môi mỉm cười ánh mắt vẫn không chút nào lơi lỏng bất quá bà là đánh giá minh đế thấy minh đế liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt sắc bén rút từ trên đầu một cây châm cài vào búi tóc của vân khanh cười nói chỉ là ăn mặc hơi đơn giản một chút cài thêm chiếc châm này sẽ đẹp hơn đây là ban cho vân khanh nàng xoay người hành lễ đa tạ hoàng hậu nương nương ban cho chỉ là chiếc châm cài này quá mức quý trọng dân nữ thân phận bình thường không thể nhận nghe vậy ánh mắt hoàng hậu dừng ở châm cài một chút rồi mới nhớ tôi nói bổn cung nhìn thấy thích nhưng chỉ sợ tiểu cô nương ngươi sẽ không thích vậy đổi một cái khác đi nói xong lấy nhẫn hổ phách trên món tay xuống đeo vào ngón trỏ bàn tay trái của vân khanh nhẫn hổ phách có chút rộng vân khanh gập món tay lại mới phòng ngừa nó rơi xuống một bàn tay khác lại gỡ cây châm trên đầu trình lên Mễ ma ma đứng ở một bên tiếp lấy châm cài lại liếc mắt nhìn vân khanh một cái Vân Khanh khóe miệng mỉm cười, nội tâm càng thêm nghi ngờ, nàng không tin hoàng hậu không biết vừa rồi cây châm phượng kia không phải ai cũng có thể mang, nếu không phải nàng phản ứng kịp thời, mà mang châm đó trên đầu thì hoàng hậu có thể nói là nhất thời không chú ý, mà một dân nữ cũng không thể làm như không biết vật này không thể nhận, nếu không chỉ sợ sau này sẽ có chuyện. Nàng cùng hoàng hậu rõ ràng là lần đầu mới gặp ở Dương Châu, vì sao ngay từ đầu hoàng hậu có ý thử nàng hoặc là tìm các loại lý do để đối phó nàng? Trong lòng mặc dù nghi hoặc nhưng được ban nhẫn hổ phách nên Vân Khanh lại tạ ơn hoàng hậu. chương 255, ai tính kế ai, hai. Lại tiếp tục nói chuyện phiếm, bên ngoài bắt đầu có tiếng chuông truyền đến, kế tiếp là bắn pháo hoa, Vân Khanh liền muốn cáo lui. Mình đế lại không chốt để ý nói, nếu lên đây, liền ban thưởng ghế ngồi, cùng chẫm và hoàng hậu thưởng thức pháo hoa. Đây chính là thiên ân, Vân Khanh trong lòng căng thẳng, đối với loại thiên ân này cảm thấy càng kinh sợ, mà hoàng hậu thì vẫn mỉm cười nhưng trong ánh mắt nhìn Vân Khanh lại có một tia âm trầm, vẫn phân phó, đến, ngồi bên cạnh bồn cung. Cung nữ bên cạnh lập tức mang tới ghế gỗ lim đặt bên cạnh hoàng hậu, Vân Khanh nhẹ nhàng ngồi xuống, trong lòng vẫn không hiểu chuyện này là như thế nào, nàng làm sao lại được hai vị đứng đầu thiên hạ coi trọng vân khanh đang suy nghĩ xem xét tất cả vấn đề ở phương diện xấu nhất sau khi trải qua kiếp trước nàng không còn khả năng chỉ nhìn cảnh xuân tươi đẹp hoa lệ bên ngoài nữa rồi đúng lúc này bên ngoài xuất hiện một thân ảnh thanh âm cũng mang theo ý cười tự nhiên phóng khoáng theo bước chân ở trước cửa truyền đến rốt cục cũng vào được rồi minh đế xoay người lại nhìn thấy trên mặt cũng mang theo ý cười nói Ngươi đi đâu? Như thế nào bây giờ mới đến? Hồi bệ hạ, thần vừa đi tiểu lâu uống rượu, nhiều người ở đây xem pháo hoa cũng không thoải mái, đông người khó xem không bằng bớt một người dư một chỗ, mặc dù phong cảnh không phải tốt nhất, nhưng nhìn xem cũng thoải mái tự do. Ngự phượng đàn cười nhạt mà vẫn đẹp như hoa, sau khi hắn tiến vào, liền có công nhân mang thêm ghế dựa, đặt ở bên cạnh tứ hoàng tử, theo động tác thuần thục của công nhân có thể thấy được, ngự phượng đàn thường xuyên ở cùng minh đế vị trí cũng tất nhiên luôn luôn ở bên cạnh hoàng tử ngự thần hiên vẫn lạnh mặt ngồi ở một bên lúc này nhìn đến ngự phượng đàn mới nói vậy ngươi hiện tại vì sao lại đến đây ngự phượng đàn nâng tay bưng tách trà vươn tay chỉ ra bên ngoài xem pháo hoa vẫn là ở lâm giang lâu xem là tốt nhất ta phải đến xem cùng bệ hạ và hoàng hậu a nói đến nói đi ngươi vẫn là tìm chỗ tốt để xem đi hoàng hậu cười nhẹ nói một câu ngự phượng đàn gật đầu lại hướng vân khanh nhìn lại còn vị tiểu thư này lúc thanh âm của ngự phượng đàn phát ra vân khanh liền đứng lên hành lễ nói dân nữ thỉnh an cần vương thế tử ngự phượng đàn khoát tay ống tay áo dài mềm mại màu tím thiêu lưu vân lay động như mây trên trời hái xuống dệt thành cười nói nếu muốn xem pháo hoa nơi này xem là tốt nhất rồi lời nói mặc dù bình thản như thường nhưng trong đôi mắt hẹp lại hiện lên ánh nhìn hứng thú, nhìn thoáng qua hoàng đế, hoàng hậu cùng tứ hoàng tử, gọi Vân Khanh đến chẳng lẽ là vì sự kiện kia. Cuối cùng, mâu quang rừng ở trên người Vân Khanh, thấy nàng mặc váy trắng dài, làn váy có thêu hoa hải đường màu lam, châm pháp tinh tế sống động như thật, toát lên sự thuần khiết, lại vẫn lơ đãng xinh đẹp nhưng thấy ánh mắt nàng vẫn bình thản nghĩ tới vừa rồi chắc chưa làm khó nàng liền cảm thấy yên tâm hướng tới chỗ công nhân vừa kê ghế mà ngồi. Gió đêm thổi tới, trong phòng tràn đầy mùi hương thơm, nhưng lại nhiều thêm mấy phần hương vị, có mùi đàn hương trên người hắn, còn có mùi rượu thoang thoảng, chứng minh hắn vừa rồi thật sự đã uống rượu. Ngự thần hiên từ sau khi ngự phượng đàn đi vào, ánh mắt liền luôn chú ý hắn, từ sau sự kiện ngân gạch ở từ đường, đường đệ phóng khoáng tùy ý này lần đầu tiên làm cho hắn cảm thấy có chút nguy hiểm. Cho tới nay, ngự phượng đàn cùng các hoàng tử giao thiệp đều rất tốt, cũng không cùng ai có hành động, ngôn ngữ thân thiết, luôn có thái độ thân thiện mà hờ hững. Thứ nhất hắn có tính cách phóng khoáng tùy ý, thứ hai sau lưng hắn là thế lực của cẩn vương, lại thêm minh đế đối với hắn ôn hòa quý mến, cho nên tứ hoàng tử vẫn đều nguyện ý cùng hắn giao hào. Thẳng đến lúc này vấn đề phát sinh, hắn cho người cẩn thận điều tra. Vào ngày ấy, Ngự Phượng Đàn từng cùng một quản sự của Thẩm phủ gặp mặt, nhưng nghe nói cũng chỉ là ăn điểm tâm, cái gì cũng không làm. Hắn ta tìm không thấy bất cứ chứng cớ gì chứng minh Ngự Phượng Đàn cùng Thẩm phủ có liên hệ nào đó, nhưng không có chứng cớ cũng không có nghĩa là không có. Dù sao Ngự Phượng Đàn nói ra chuyện ngân gạch, tuy rằng thoạt nhìn là vô ý, nhưng đối với hắn ta lại là đả kích không nhỏ muốn cho một đế vương đa nghi không nghi ngờ, mới 20 tuổi mà hắn đã có thể thâm sâu như vậy, nếu không minh đế Nam Tuần cũng sẽ không cố ý điểm thêm tên hắn. Mà mới vừa rồi, hắn xem ngự phượng đàn cùng thẩm vân khanh cũng giống như là quen biết, việc này rốt cuộc không phải do hắn nghĩ nhiều ư, hay vẫn là trùng hợp. Vân Khanh đối với các ánh mắt tuy làm như không thấy, nhưng cảm giác nhạy bén, từ phía sau phát hiện một đạo ánh mắt dừng trên người nàng, mang theo tìm tòi nghiên cứu, chỉ là loại ánh mắt này làm cho người ta thật không thoải mái. Nàng không khỏi nhớ tới năm trước thời điểm nàng đi đón tổ mẫu, ở nửa đường gặp được một chiếc xe ngựa, lúc ấy người bên trong xe cũng có ánh mắt sắc bén như vậy. Chẳng lẽ lúc trước trong xe ngựa kia chính là Tứ Hoàng Tử? Tứ Hoàng Tử không phải nói lần đầu tiên đến Dương Châu sao? Người trong xe kia không phải là hắn chứ, nếu thật là Tứ Hoàng Tử, Vậy hắn gạt mọi người đến Dương Châu có mục đích là gì? Nghĩ như thế, Vân Khanh dường như phát hiện một bí mật nào đó, nhưng biết quá ít nên không thể phân tích sâu hơn, chỉ có thể để trong lòng, có thời gian sẽ suy nghĩ kỹ. Lúc này bên ngoài pháo hoa đã được bắn lên trời, một đóa mẫu đơn ở giữa không trung nở rộ ánh sáng màu hồng, nhìn như có bàn tay thần kỳ đang vẽ giữa bầu trời. Ánh mắt mọi người đều bị cảnh đẹp đó hấp dẫn hoàng hậu cùng minh đế nhìn xem mỉm cười khen loạt pháo hoa này bệ hạ người xem pháo hoa kia thực xảo diệu ánh sáng lại có bảy màu toàn bộ bầu trời đêm bị pháo hoa chiếu sáng trong bầu trời đêm xuất hiện những đóa hoa lửa thật đẹp mọi người đều ngẩng đầu ngắm nhìn trầm trồ khen ngợi vân khanh ngồi ở nơi này cảm thấy không khí có phần cổ quái chỉ khen ngợi vài câu rồi mảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ vị trí của lâm giang lâu không chỉ thích hợp ngắm đèn thưởng pháo hoa, mà còn thích hợp thưởng thức phong cảnh Giang Nam. Lúc này mặt sông tĩnh lặng êm đềm, khoảnh khắc khi pháo hoa bắn lên in trên mặt sông có chút vạn vẹo, mất đi hình dáng hoa mỹ hảo nhoáng vốn có. Bầu trời, mặt sông, hoàn toàn là hai thế giới. Vân Khanh nghĩ đến người ngồi bên cạnh cảm thấy tựa như mọi người trên đời này đều trong ngoài không đồng nhất, là hai thế giới riêng biệt. Nghĩ đến đây, chú ý của nàng liền tập trung ở trên mặt sông, dọc theo nước sông đem hình ảnh ngược chiều của pháo hoa ngọn đèn bóng dáng mơ hồ của đám người chen chúc tại bờ sông đều quan sát kỹ bỗng nhiên ánh mắt nàng vô tình nhìn đến chỗ đám người đang vui chơi trong đám người có một người bình tĩnh một cách khác lạ nếu là ngày thường vân khanh có lẽ sẽ không để ở trong lòng tiếp tục tùy ý quan sát nhưng hôm nay là thời điểm mọi người vui vẻ sôi nổi mà thân ảnh đó quá mức bình tĩnh liền hấp dẫn ánh mắt nàng cách một khoảng xa dưới bầu trời đêm đến khi nàng tập trung nhìn kỹ phát hiện một nam tử mặc trang phục của dân chúng bình thường dáng người thấp lùn nhưng béo mập gương mặt to bè nhìn không rõ ngũ quan y giống như một người bình thường khác nhưng trên tay y lại cầm một vật không bình thường ánh mắt của hắn hướng tới lâm giang lâu cánh tay nâng lên có cái gì màu đen đang đặt trên cánh tay trái của y đó là nhỏ vân khanh trong đầu xuất hiện chữ này kế tiếp sau đó là ám sát. Trong buổi tối như vậy, cầm một cái nỏ, không phải muốn ám sát thì là muốn làm cái gì? Ánh mắt nàng chăm chú quan sát chiếc nỏ, nhầm tính phương hướng mục tiêu, nội tâm xuất hiện hoang mang, môi giật giật không có mở miệng, thấy người đó xác định tốt phương hướng liền thả tay. Mũi tiễn màu đen xé gió mà bay tới, dưới tiếng nổ lớn của pháo hoa rực rỡ, đem lực chú ý của mọi người đi mất mũi tiễn màu đen được ánh sáng rực rỡ chiếu rọi mà mọi người đều nhìn không chớp mắt đợi cho thị vệ ở xung quanh lâm giang lâu có phản ứng thì thân hình bay vọt tới cũng không thể so với tốc độ mũi tên xé gió bay đến đúng lúc này vân khanh đột nhiên đứng lên xông đến hướng đó hô lớn bệ hạ cẩn thận suy một tiếng mũi tên màu đen đâm vào vai trái của vân khanh máu tươi theo miệng vết thương chảy ra mọi chuyện đều phát sinh chỉ trong nháy mắt thời điểm pháo hoa nở rộ hoa mỹ nhất mọi người bị cảnh trước mắt làm cho u mê quay đầu lại trong ánh mắt còn mang theo kinh ngạc lại đều biết bọn họ gặp chuyện không hay rồi thanh âm hoảng sợ hoảng hốt khẩn trương bắt đầu vang lên nơi nơi truyền đến tiếng hô hào mà mỗi một tiếng đều rơi vào tay vân khanh khi ngã xuống hộ giá nhanh chút hộ giá có thích khách nhanh đi bắt thích khách bảo vệ bệ hạ cùng hoàng hậu. Tiếng bước chân loạn nhịp đạp trên mặt đất, các công nhân cùng thị vệ lập tức đứng phía trước, hợp thành một bức tường thịt che chắn phòng mũi tên khác lại bay tới. Một thân ảnh màu trắng trong đám người nhanh như gió đỡ lấy thân ảnh mong manh đang ngã xuống kia, gấp gáp hỏi, nàng thế nào? Thanh âm trầm thấp mê người mang theo lo lắng, lại có chút sợ hãi, hai tay gắt gao ôm lấy bờ vai của nàng, Vân Khanh chỉ cảm thấy dễ nghe, lại cảm thấy vai rất đau, nghĩ mở miệng làm cho hắn nhẹ tay chút nhưng lại không thể mở miệng được, trước mắt đều mơ hồ, trong đầu cũng trở nên u mê. Mau truyền ngự y, mình đế nhìn trên người nữ tử nhiễm đầy máu đỏ, đôi mắt híp lại, lập tức nghiêm giọng hô lớn, liền có công nhân truyền gọi ngự y đến. Tứ hoàng tử quay đầu nhìn nữ nhân ngã trong lòng ngự phượng đàn, đôi mắt nàng nửa mở, đôi đồng tử như lưu ly. Li. Đầu nàng hướng về phía hắn, mà đôi mắt kia dường như cũng là đang nhìn hắn đáy lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy lạnh dường như bí mật nào đó bị nàng phát hiện phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn